Xin chào mọi người đang xem clip của mình. Đây là clip sẽ chia sẻ về việc lần đầu bạn sẽ dùng màu nước như thế nào để vẽ tranh. Ở đây mình sẽ dùng một bức tranh chân dung như thế này. Đây là hộp màu nước nén có sẵn hai cây cọ chứa nước. Bạn có thể dùng như lần này mình sẽ dùng một bộ cọ chấm nước không dụng để các bạn có thể dùng tại nhà. Bộ cọ này chỉ vài chục ngàn thôi nên các bạn sẽ dễ dàng mua. Nó có cọ lông mút và cọ tỉa nhỏ nữa riêng hai viên. Ngoài ra thì bạn cũng có thể mua một bộ cọ chữ nước mua lẻ riêng ở ngoài, mình có thể dùng rồi dùng một hộp màu nước nào đó mình xài. Còn đây là một bức tranh mình đã vẽ phác thảo bằng chì trước để có thể các bạn có thể vẽ như thế nào thì có thể xem clip khác nha, mình sẽ thử cho các bạn xem. Rồi mình sẽ dán cố định bức tranh lên trên tờ giấy thế này, giấy bìa cứng nhé. Bạn nhớ là dùng chì HB hoặc 2B thôi, vẽ lợt thôi. Để khi mình dùng một cây cọ thấm nước mình quét sơ lên giấy này thì cái chì nó sẽ không có bị nhem nhem ra, không có làm dơ cái phần giấy vẽ của mình. Mình sẽ quét lên làm ẩm cái bề mặt giấy của mình. Giấy của mình đây là giấy chuyên dụng để vẽ màu nước nên nó có cái độ hấm hút nước rất là tốt, nó ngậm nước và nó nhả nước. Không nhả đâu, nó sẽ khô nước cho mình. Rồi các bạn sẽ quét, các bạn có thể dùng một cây cọ mảng và bự hơn để quét, không có cần có như mình tại mình là mất cây cọ rồi. Đúng thôi, dùng cây cọ lên mút này đỡ đấy. Mình làm mất thì mình phải chịu cái phần bù lại là phải vẽ sơn thôi. Rồi tiếp tục bạn sẽ dùng một cây cọ dẹp, bạn sẽ vẽ cái mảng phần phía sau. Ở đây là tranh hình em bé nên mình sẽ dùng một cái tông màu nó lờ và sáng sủa lắm các bạn ha, sáng và sủa đấy. Ôi màu xanh rất là tươi mát. Mình sẽ đi cái phần lớp phía sau gọi là nền của bức tranh. Mình chỉ đi trước một lớp lợt thôi, lợt thì cứ cho nhiều nước là sẽ lợt thôi nha các bạn. Các bạn đừng có sợ là có nước vô giấy nó sẽ như thế nào, nhưng mà giấy này nó từ cái là nó sẽ hơi phồng xíu và bắt đầu nó sẽ khô, nó sẽ xẹp lại thôi nên không sao hết. Có thể các bạn không tin nhưng mà đây thực sự là đây là lần đầu tiên mình xài màu nước trên cái khổ giấy A3 thế này, và lần đầu tiên vẽ tranh chân dung. Mình sẽ dùng tranh của con của mình, để có lỡ vẽ xấu thì nó sẽ không chửi mình lắm đâu. Nếu vẽ không giống thì nó giận đó. Thì con bé rất là hay giận. Ta sẽ tô cái vẽ màu cái nền lên. Thì các bạn chọn màu đậm hay lợt nhé. Thì màu đậm thì mình cho nó ít nước lại, còn để lợt thì cho nhiều nước lên. Khi khô cái màu mình nó sẽ sáng lên, tại vì giấy nó đã hút quá phần nước của trong cái đó là phần rồi. Rồi mình sẽ ký tô cái mảng lên nha. Cái lớp đầu tiên thì các bạn đừng có quá lo, thì mình cứ chơi cái lớp lợt trước đi, sau thì mình có thể chỉnh lại được. Lợt mà, không sao đâu, đậm thì mình mới sợ. Đấy, ta cứ quét. Nhìn nghệ thật nhỉ. Mình chẳng phải họa sĩ đâu, nhưng mà mình có thể khả năng gọi là trải nghiệm và chia sẻ với các bạn những cái gọi là những cái lần đầu như thế nào để vẽ cũng sương máu lắm. Rồi bây giờ mình sẽ dùng màu trắng để vẽ lên trên cái phần mặt của em bé hoặc là phần trắng sáng của bức tranh của các bạn. Chứ không thể bạn lại để cái màu trắng là màu giấy nhỉ, không nên đâu. Các bạn cứ dùng màu trắng đi, có màu trắng để làm gì thì để vẽ màu trắng lên đấy và để pha màu. Các bạn sẽ tô và quét
quét ra những cái phần da, đây là phần da của em bé, mình sẽ quét lên trước. Rồi ở ngoài nó không trắng thế này đâu. Rồi, đó là lớp đầu tiên, mình sẽ cho một lớp sáng. Sáng nhất của bức tranh, mình sẽ cho lên lớp đầu tiên nha. Bắt đầu mình cho lên lớp tiếp theo, nó sẽ đậm hơn xíu. Thì mình sẽ cho một lớp màu hơi vàng vàng pha với màu trắng. Mình sẽ quét lên. Nó gần 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 như là màu da của mình. Nhưng mà mình còn lớp mình sẽ chỉnh màu lại nữa. Đầu tiên mình sẽ là từng lớp thôi. Mình làm từng lớp. Lát hồi mình sẽ đè 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 lên nhiều lớp nữa. Thì màu mình nó có thể là sẽ hòa nhau. Ừ, tùy da con bạn là màu nào nữa. Các bạn sẽ thấy là cái vùng mảng nha, vùng nào sáng, vùng nào tối, thật sự trong bức tranh á, nó đẹp hay không á. Ở phần bạn có thể xác định được cái phần nào là phần sáng, phần nào tối để mình quét lên hay không. Thật sự độ mịn hay là độ cho nó loang nhau hay không á là một phần thôi. Một phần lại là bạn có thể xác định được vùng sáng tối hay không. Ở đây là mình chỉ trước cái vùng màu màu tối của cái tay nha. Mình sẽ thấy là mình sẽ chỉ cho bạn là khi bạn có vẻ vẽ sai cái phần màu đậm quá thì sao bây giờ. Ai gà đậm quá thì các bạn sẽ ngậm nước vô và sẽ ngậm nước vô bút nhé. Làm bạn quét lên để loang cái phần màu đậm nó ra nha. Em lỡ làm đậm quá nào, nào quét nước nào cho nó loang, sẵn kéo qua bên kia cho nó có cái màu đậm của màu mình đang có luôn. À, mình vẽ là một cái kiểu là bất quy tắc hơn, gọi là hơi bất quy tắc một tí. Rồi bắt đầu tới là phần màu tóc. Tóc mình sẽ cho cái màu lợt trước. Mình cứ cho màu đậm quá thì mình sẽ phải chỉnh nước vô nó hơi mệt. Ây da, đầu nó hói à. Nó mà thấy cái này khóc hét mất. Nào, bắt đầu công cuộc vẽ tóc cho ẻm đây. Tóc ẻm cũng không có nhiều đâu, lờ vờ vài cọng. Mà gặp bức tranh này nó đang cột tóc nữa chứ. Càng ít tóc lại nữa. Các bạn cứ quét một lớp lên. Cứ quét sơ chứ một lớp mỏng rồi đi. Nó sẽ lờ thôi chứ nó không muốn đầy đâu. Mình cho nhiều nước thì nó sẽ lờ lờ rồi. Đấy, đang vẽ cái này lại chạy đi chỗ khác. Mình đang vẽ nền đấy. Tranh thủ cái bút còn màu màu đen thì mình vẽ cái phần nền cho nó phân phân ra cái nền phía sau với cái bức tranh thôi. Bây giờ tiếp pha màu. Bắt đầu mình sẽ vẽ tiếp cái phần áo, cái lớp lợt. Màu hồng em yêu, nó là con gái đấy nha các bạn, nó thích màu hồng. Cũng hơi bánh bèo, có cái ít tóc thôi. Ít tóc thì mình sẽ đỡ đỡ phần vẽ tóc phải tỉa nhiều mệt mỏi. Mình sẽ vẽ phần màu đậm hơn của áo. Mình cứ đi từng lớp theo nguyên tắc cái vẽ màu nước này. Mình cứ từng lớp đi, đi từ từng lớp lên. Còn khi màu đậm mình muốn loang ra thì mình cứ thêm nước vô ngay cái lúc mà màu mình nó mình dây 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 ra thì nó sẽ loang bớt cái màu đậm ra của mình. Bắt đầu mình sẽ cứ đi 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 mảng mảng cứ đi mảng hết đi, rồi sau mình cuối cùng thì mình bắt đầu mới lên chi tiết nét sau nha. À, đây mình sẽ vẽ một chú voi của nó. Một chú voi bạn đồng hành. Nó cực kỳ thích voi. Chỉ cần thấy em voi là ôi, em voi dễ thương quá.
không thể nào kìm lòng nha em. À, cái phần này cái tay của mình vẽ nó hơi bị chẹo chẹo sao vậy, thì mình chỉnh lại nha. Dân không có được chuyên nghiệp nên nó hơi hơi nên mình sẽ chỉnh lại cái tay xíu cho nó tự nhiên, tại vì trong bức ảnh gốc á thì cái tay này nó bị che mất là bởi một cái ghế, nên cái phần này mình sẽ tự chỉnh lại cho nó phù hợp với bức tranh nha. Đây mình bắt đầu mình đi cái nè, cái này giống như một cái nguyên tắc thế này à, từng lớp á, lớp nào dưới cùng mình đi trước xong là lớp lên trên lên trên thì cái lớp trên cùng của mình sẽ đi sau cùng vậy đó. À, tại mình là dân đồ họa nên cái việc mà mình xài lớp 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 thì nó nói hơi nhiều. Rồi bắt đầu mình sẽ đi lên tiếp. Cái nguyên tắc là là tính đậm, rồi lớp dưới xong rồi lớp trên lên trên lên trên nữa lên cùng. Đấy màu bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó to ra để mình vẽ cái phần mắt đi cọ nét nha các bạn. Cái cọ tỉa, cọ tỉa này chưa phải nhỏ nhất đâu, nhưng mình sẽ đi trước đi, mình xài màu nước này cũng hơi run cái đấy, sợ nó lem. Đây bắt đầu mình sẽ đi từ trong một xíu nhé, phần nào mình sẽ đi màu đậm đậm này chứ, còn phần là phần sáng mình sẽ chừa lại đó, mình sẽ ngao cho nước nó vô mình sẽ đi sau. Mình sẽ tỉa còn còn nét thì nó sẽ có cái phần nhọn dùng để vẽ cái chi tiết nét mảnh, còn phần nếu mình muốn cho nó dày lên thì mình ấn nó xuống xíu thì nó sẽ dày cái nét cọ lên nha. Mình không phải dân chuyên nghiệp đâu, những dân chuyên nghiệp mà hướng dẫn các bạn thì tốt quá rồi. Mình đây còn gọi là chia sẻ những cái gì mình đã thử để tạo ra được một bức tranh. Thì bắt đầu mình đi nét lợt ở dưới mình cho nước vô nha mình cho nước vô, mình sẽ đi 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 phần lợt lợt, bạn sẽ thấy là lát hồi nó sẽ rút thấm cái phần màu nước xuống thì nó sẽ lợt lên cái phần nào có nước của mình. Nếu mình đi nhé, thế hồi mình sẽ dùng một cái cọ nét nhỏ nữa, mình sẽ tỉa lại thêm lần nữa nha. Cái này mình chia phần đi 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 chi tiết cho bức tranh trước. Đấy, tỉa lông mày. Dạ, nhìn có vẻ hơi hơi đậm luôn, nhưng không sao, lát sẽ lợt lại thôi. Hoặc là nếu mà các bạn cảm thấy là nó đậm thì mình sẽ dùng một màu sáng mình quét lên trên để che bớt lại, gọi là che bớt lại nha cái phần của mình. Rồi mình sẽ đi, nhớ nha, đi lợt thôi, cho nhiều nước một tí cái màu nó sẽ lợt lại. Mình sẽ đi những cái phần nào mình sẽ sử dụng được cái màu mình đang có. Lông mày mình cứ vẽ nó dệt 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 đấy, chị tỉ cho nó có cái giống giống cái chân mày đấy. Này cái phần đuôi bả hơi hết đấy, rồi thêm nước vào nào, bắt đầu vẽ phần
nước ở dưới phần mảng tối. Các bạn thấy hình như là hơi bị đậm đúng không? Ok, cứ vẽ đi. Lát mình sẽ chỉnh lại hết, mình sẽ chỉ cho các bạn chỉnh. Không sao hết, sai lầm vẫn có thể sửa chữa. Đây các bạn cứ đi. Đi mảng lên. Đây là tranh màu nước mà. Thêm nước vào thôi. Rồi, khi miếng màu trắng quét lên. Cái màu mình đang còn ướt khi gặp nước nên nó sẽ nêm ra. Bạn thấy nó có độ hòa ra không? Hòa ra vào độ hòa màu. Vừa hòa nước và hòa màu. Nước sẽ giúp cho nó lợt loang ra. Còn cái màu trắng mình đang thêm vô thì nó sẽ giúp cho nó lợt lại cái mảng màu tối nãy quá tối đúng không? Bạn cảm giác nó hơi đậm thì mình sẽ thêm vô. Rồi bắt đầu mình sẽ vẽ. Gặp nước nó sẽ lăn lăn anh tí. Nhìn sẽ mịn hơn đúng không? Có vẻ mịn rồi đấy. Đây ta sẽ đi lại thêm một lớp đậm hơn trên cái phần mặt của em bé. Rồi bắt đầu sẽ chọn màu hồng để đánh má hồng cho em nhé. Em là em gái mà. Rồi đi tiếp nào. Tiếp màu hồng lạc nó lên màu da cho nó có độ loang nha. Tiếp nào ta sẽ màu gì đây? Xin mô cho em đây. Một màu môi. Ôi em mà thấy cái này thì mê chết. Mẹ ơi đánh xong môi cho con đi. Đây ta sẽ chọn cái màu. Mình sẽ vẽ cho các bạn thấy rồi lát hồi mình sẽ chỉ cho các bạn là chỉnh như thế nào nữa cho nó tự nhiên lại. Các bạn nhìn lúc đầu thì nó ui xong em bé màu đậm thế. Đây cho ít màu trắng lên, màu trắng mà có nước nhá, nó sẽ làm hòa với nhau. Cứ cho từng lớp không vấn đề hết, thì có thể sửa chữa lỗi lầm. Đấy, ta sẽ lên tiếp một màu. Khi nào bạn cảm giác là nó có độ hòa với nhau, độ mịn màng lan với nhau cho nó tự nhiên nhất nha. Cứ làm hút bớt nước cái nào. Cái cọ mình được cái là các bạn có thể thấm vô giấy, khăn giấy á. Đừng phải có khăn giấy nha. Để mình thấm bớt nước. Rồi sau mình để lên bức tranh cái chỗ mà mình đang bị dư nước thì nó sẽ hút cái nước ngược lại trên cây cọ, sẽ giúp cho tranh nó không quá ngậm nhiều nước. Sẵn màu quét tiếp thôi. Một cái môi xíu xíu mình sẽ chỉnh lại. Chưa đâu, mình rất là lười nên sẵn màu thì mình cứ đi cho hết bức tranh nào mà nó cùng một màu. Sau đó bắt đầu mới quay lại tiếp. Thở mất công phải ấy màu. Mình sẽ đi chi tiết những cái chi tiết cái lớp. Rồi nhìn cái môi của bà. Đấy, ta sẽ quét những cái đường nét chi tiết vùng tối của cái phần đó. Để đi lại, đi nhẹ thôi. Mà nhớ ngậm nhiều nước xíu nha, trong cái cây bút nha. Để lát nó hút bớt thì nó làm sẽ dịu đi cái phần mình đang dùng. Tại đây không phải là cái phần đậm nhất của bức tranh. Các bạn cũng có thể dùng cách là thêm màu trắng pha với cái màu mình đang có. Các bạn có thể là cầm cách đó để cho nó sáng cái màu của mình, màu mình thành màu lợ. Nhưng mà ở đây thì mình lười lắm, mình dùng nước vô xíu cho nó lợt ra để mình quét nó lên. Đấy, lâu lâu lại chạy qua cái màu của bà. Đây mình sẽ cho màu trắng. Trắng lợt nha, chứ không phải màu trắng nguyên thủy. Trắng lợt để làm dịu lại cái môi, cho nó có độ sáng và độ tối của cái môi. Bên
trong thì sẽ tối, còn cái mép chỉ giữa thì sẽ tạo độ nổi lên. Bây giờ mình lấy đi đường, tỉa môi nào. Cái cây cọ lông mút này mình có thể đi nhiều nước hơn ít nước, bạn thấy không? Nếu mà mình đi nhẹ thôi, mình chỉ sử dụng cái đầu của nó thôi, mình sẽ đi nét được đó. Mình đang đi nét đấy nha. Đấy, cũng hơi hơi ra được cái độ độ thậm nhẹ, tạo độ nổi, nhìn nó sinh động hơn rồi đấy. Khi một vật thể muốn sinh động hay không á thì mình phải có độ sáng, độ tối, chiều sâu thì sẽ tạo cảm giác cho nó là thật, nó nổi hơn nha. Đây, ta đi tiếp phần là mình đang sẵn có trên cỏ, mình đi tiếp phần là mình đè lên cái vùng sáng để cho nó bớt lại, nó hòa và nó bớt lại cái vùng tối của mình, thì nó sẽ dịu 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 và lan ra, nó nhìn nó mịn màng hơn. Đấy, các bạn nhìn sao, các bạn thấy sao? Đây, mình sẽ đánh tiếp một lớp màu tối lên nữa. Mình sẽ vẽ thế đi á, thế đó đó. Cái này nói chung là mình mới thì mình cũng rất là khó trong cái việc vẽ sao. Nhưng mà quan trọng nhất là cái phần cảm nhận. Các bạn phải cảm nhận bức tranh mình nó có chỗ nào là sáng rồi tối thì mình cứ vẽ theo cái độ sáng tối đó. Màu, cái màu cũng là quan trọng. Cái màu đậm rồi là nó sẽ làm cho bức tranh mình nó có thật hay không, rồi nó có chân thật, rồi nó mịn màng hay đẹp hay không. Nhiều khi một bức tranh nó rất là nhiều lớp, mình không đếm xuể luôn, chứ không phải là chỉ vài vài ba lớp đâu. Rảnh lắm, đang vẽ mặt rồi chạy qua vẽ áo thôi. Chứa cái giấy ở trên rồi, thấy không? Khi mình vẽ bằng nước thì bắt buộc mình sẽ phải có khăn giấy nha. Nó giúp cho mình thấm bớt cái lượng nước mình đang rửa cọ đi, để mình xài bằng cái lượng nước mới. Chua liền nước thì vẽ lâu quá nó hấm vô khó chua nha. Cái này nếu mà mình không có thuyết minh cho các bạn nghe, mình để cho nó chạy nhanh á, thì khi các bạn nghe mình thấy là sẽ giúp cho mình tập trung hơn, giúp cho mình xả stress không thôi, một phần xả stress, một phần tăng thêm căng thẳng ấy. Nhưng mà khi mà mình vẽ những cái đẹp, mình cảm nhận những cái đẹp thì nó sẽ giúp cho mình giải tỏa được những cái căng thẳng, thật sự thoải mái hơn. Biết là vẽ những gì mình yêu thương, gái yêu của mình đấy. Bắt đầu có sử dụng cây cọ để
là tỉa các bạn á, đậm lợt mình quét nhẹ ngay cái đuôi khi mình điểm đầu điểm cuối á, mình sẽ nhấc lên để tạo một cái đầu nhọn cho cái nét của mình, mạnh về cái phần đầu và nhẹ về cái phần đuôi. Họa sĩ lắm để có thể chỉ cho các bạn thật nhiều cái kỹ thuật hơn. Ở đây mình chỉ vẽ và mình chia sẻ làm sao để vẽ ra được một bức tranh như thế này. Thực sự không cần phải đi học cái gì lớp nào quá, tại vì bạn không phải làm nghề chuyên hẳn gì vẽ, mà vẽ để mà giải tỏa căng thẳng. Mình có một chút khả năng đó, nhưng mà sự đời đưa đẩy mình phải làm một cái nghề khác đi, thì mình vẫn đừng có từ bỏ cái vẽ. Cái vẽ sẽ giúp cho mình cảm giác mình sẽ yêu đời hơn đó. Mình sẽ có công việc để mình làm, mình giải tỏa hết những cái buồn phiền, những cái căng thẳng, chán đời, thấy cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa hơn.
nó tiếp tục tồn tại. Mình thấy có nhiều bạn không biết làm gì hết, cũng chán quá, chả có gì để làm gì hết. Thì mình suy nghĩ, mình còn nhiều thứ cũng chưa làm được, thì con vẽ đi. Vì con không biết vẽ, không biết vẽ thì con cứ tập vẽ. Vẽ một cái nó rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được hết. Tại vì bản thân mình từ nhỏ thì ai cũng phải cầm một cái gì đó lên, phấn, gạch, cây viết gì, viết màu sắc, để ngồi vẽ vặt vặt trên giấy. Đúng không nào? Khi bạn vẽ hồi nhỏ không ai cản bạn cả. Thì khi còn khuyến khích nữa, bạn vẽ đẹp thì sẽ được khen. Con nghĩ không đẹp, không sao đâu, người ta cũng sẽ không có nói con nhỏ này chắc chẳng làm được. Không đâu, vẽ chỉ là một phần thôi, nó sẽ giúp cho bạn tự tin lên, yêu thích cuộc sống này hơn, còn để kiếm được tiền không à. Tùy vào bạn, vì bạn có thể ứng dụng nó.